Hi, xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị đầu tư đã đến với kênh của Thí nhé. Thí xin chúc cả nhà một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hiện tại là Thí đang đứng ở thôn Thanh Minh 1, xã Dương Lạc, huyện Dương Khánh, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Bây giờ là Thí sẽ review cho cả nhà xem một cái lô đất tại vị trí này. Cái lô đất này với tổng diện tích là 99,7 m² nha cả nhà, full thổ cư. Đất full thổ cư nha cả nhà. Đây là xung quanh lô đất nha cả nhà ơi. Cái lô đất này với chiều ngang mặt tiền là 5,63 nha cả nhà. Con đường hiện trạng phía trước lô đất là con đường bê tông 5 m, rộng thênh thang nha cả nhà. Dân cư ở đây thì hiện hữu rất là đông đúc, dân cư xung quanh nha cả nhà. Dân cư xung quanh đấy lô đất nha cả nhà. Cái lô đất này cách tỉnh lộ 2 500 m nha cả nhà. Trong bán kính 2 km trở lại thì có Ủy ban nhân dân xã Dương Lạc, trường tiểu học Dương Lạc, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, và chợ Dương Lạc. Rất là nhiều tiện ích nha cả nhà. Đặc biệt là cái lô đất này nở hậu nha cả nhà. Phía mặt sau này nha cả nhà. Ở phía sau này có cái bầu nha cả nhà, nên khí hậu rất là mát. Tổng thể lô đất nha cả nhà. Thế xin nhắc lại là lô đất này với tổng diện tích là 99,7 m² nha cả nhà, đất full thổ cư. Ngang là 5,63 m, nở hậu 6,10 m. Nếu chị nào mà quan tâm thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thí với số điện thoại là 0356 004 325 nhé cả nhà. Cái lô đất này là phù hợp để đầu tư xây nhà để ở. Thí xin phép dừng video tại đây ạ. Thí xin cảm ơn cả nhà đã dành tí thời gian xem qua video của Thí. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Thí nhé. Thí xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye.